Chó Chihuahua mini giá bao nhiêu tiền? Mua, bán ở đâu rẻ nhất? Chó Chihuahua, một trong những dòng thú nuôi được yêu thích tại Việt Nam. Chúng không chỉ đáng yêu mà còn vô cùng thông minh, nhanh nhẹn. Bài viết này ngày hôm nay của thế giới loài vật sẽ giới thiệu đầy đủ tới quý vị về dòng Chihuahua. 1. Nguồn gốc giống chó Chihuahua. Chó Chihuahua được xếp vào danh sách những chú chó nhỏ nhất trên thế giới nhưng lại vô cùng thông minh và dễ chăm sóc. Chi VKA a có nguồn gốc từ đất nước Mexico thuộc khu vực châu Mỹ. Tên gọi của chúng cũng được đặt theo tên của một bang tại Mexico. Tuy nhiên, chi hứa hứa thật sự nổi tiếng vào khoảng thế kỷ 19 do những người thương lái Trung Quốc phát triển. Năm 1904, chi được công nhận và xếp hạng trong danh sách các giống chó của thế giới bởi Hiệp hội AKC. Kể từ đó cho đến nay, chi qua qua được nhân giống rộng rãi và được nuôi rất nhiều như thú cưng tại rất nhiều các quốc gia trên thế giới. 2. Đặc điểm hình dáng của chó chi W-A-W-A Chó chi Wa heo lùn có thân hình rất nhỏ, nhanh nhẹn, phần lưng trên dài hơn nhiều so với chiều cao của chúng. Điểm tạo nên ấn tượng của chi Wa chính là ở đôi mắt lồi, to, tròn màu đen hoặc đỏ sẫm trông rất tinh nhanh. Phần mõm ngắn và gãy, đôi tai to và luôn vỉnh lên trông vô cùng đáng yêu. Phần đuôi ban đầu rất dài nhưng thường được cắt cụt đuôi từ nhỏ để đảm bảo tính thẩm mỹ. Bộ lông của cún thường có hai loại là lông dài xù và lông ngắn. Chó Chihuahua lông dài sẽ có giá thành cao hơn nhưng tại Việt Nam chó Chihuahua lông ngắn lại được ưa chuộng hơn vì dễ chăm sóc. Thông thường, Chihuahua qua sẽ có bộ lông màu trắng, vàng, nâu hạt sẻ hoặc các màu pha trộn đen trắng, vàng trắng. 3. Khả năng sinh sản của chó chi hứa hứa Thông thường một chú chó Chihuahua cái có thể đẻ được hai lứa năm, mỗi lần đẻ được từ 2-4 Chihuahua con. Chihuahua thường không thể sinh nở tự nhiên do kích thước nhỏ bé nên bạn cần đưa chúng đến gặp bác sĩ thú y kịp thời để trợ sản. 4. Chó Chihuahua sống được bao lâu? Chihuahua có thể sống được khoảng 14-18 năm thời gian sống tương đối cao so với các dòng chó khác. Tuy nhiên, dòng ti cục Chihuahua lại chỉ có thể sống được trong khoảng từ 5-8 năm. 5. Phân loại các dòng chó chi VKA-VKA-Lai Dựa theo cân nặng thì chó Chihuahua sẽ được chia thành 3 dòng. Chihuahua. Dòng này có chiều cao dưới 25 cm, cân nặng khoảng 3 kg khi trưởng thành. Đây được xem là hình mẫu số đo lý tưởng để xác định độ thuần chủng của cún. Chihuahua mini. Dòng này có kích thước nhỏ hơn chỉ cao khoảng 20 cm và nặng dao động từ 152 kg. Đây là dòng chó mini bỏ túi rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Ti cục Chihuahua. Dòng này có kích thước rất bé chỉ cao tầm 15 cm, những con nặng nhất chỉ khoảng 1,5 kg. Có lẽ chính vì thân hình tí hon mà chúng có giá bán rất cao cũng như được nhiều người tìm mua. Nên XM, giống chó châu châu. 6. Chó Chihuahua có thông minh không? Chó Chihuahua đặc biệt thông minh, nhanh nhẹn, can đảm, bướng bỉnh nhưng vô cùng tình cảm. Có lẽ chính vì đặc tính này mà đã có rất nhiều bộ phim hoạt hình lấy đề tài từ chúng. Để nuôi được Chihuahua bạn cần dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc chúng. Với sự thông minh sẵn có thì bạn hoàn toàn có thể tự huấn luyện các bài tập cơ bản như bắt tay, nhặt đồ. Chúng cũng rất nhanh nhạy trong việc xác định cảm xúc của con người. Dù hiếu động và thân thiện là vậy, nhưng khi gặp người lạ chúng vẫn sẽ dè chừng và sẵn sàng cắn lại để tự vệ. Chó Chihuahua thường không thích bị trêu đùa, nếu gia đình có trẻ nhỏ thì không nên nuôi. Bên cạnh đó, bạn phải đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Chi VKA VKA để chúng không bị căng thẳng về tâm lý, cao gắt, không chịu nghe lời. Chihuahua có tính cách khá mạnh mẽ và can đảm. Nếu bị đe dọa và lãnh thổ chúng sẵn sàng sủa lớn tiếng và xông vào chiến đấu dù đối thủ có là giống chó có kích thước to lớn hơn nhiều lần. 7. Giống chó Chihuahua ăn gì? Chó phốc Chihuahua mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng chế độ dinh dưỡng lại khắt khe. Dưới đây là một số gợi ý về các món ăn giúp chó Chihuahua ăn ngon và không bỏ bữa. Chó Chihuahua rất kén ăn nên khi lựa thức ăn phải chọn đồ tươi ngon đặc biệt là khi chế biến phải làm dậy lên mùi thơm của món ăn. Thông thường, chúng thích ăn thịt nạc heo, thịt bò, thịt gà. Loài cún này đặc biệt ghét các loại rau củ, đây là thói quen không tốt. Để khắc phục tình trạng này bạn nên trộn rau củ cùng các loại thức ăn khác để đánh lừa vị giác của chúng. Ngoài ra, cún cũng rất thích ăn gan heo, bò và sữa. Tuy nhiên, những loại thức ăn này bạn chỉ nên bổ sung trong bữa phụ chứ không nên sử dụng thường xuyên. Chó Chihuahua rất thích ăn cá nhưng đường ruột của cún cấu tạo không thích hợp với loại thức ăn này. Vì vậy, chỉ nên cho cún ăn một tuần bữa và loại bỏ hoàn toàn phần xương cá. Lưu ý, không nên cho cún ăn những thực phẩm có nhiều dầu và cay, nóng. Ngoài ra, sô cô la cũng là thực phẩm cần tránh xa bởi sẽ gây nên các chứng bệnh về đường ruột nếu vô tình ăn phải. Để chó phát triển toàn diện thì người chủ phải biết cân bằng chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn sao cho hợp lý. Giai đoạn 2-3 tháng tuổi đây giai đoạn mới tách sữa mẹ nên dạ dày chó còn rất non yếu. Lúc này, các bạn nên cho ăn cháo hoặc cơm nát nấu với thịt nạc heo băm, thịt bò băm. Lưu ý, không được cho gia vị hoặc dầu mỡ vào đồ ăn, bởi rất dễ gây bệnh tiêu chảy và nôn mửa. Giai đoạn này nên cho ăn 4-6 bữa ngày. Nên chia đều khoảng cách giữa các bữa ăn và mỗi bữa chỉ cho chúng ăn đủ lượng thức ăn vừa phải. Giai đoạn 3-7 tháng tuổi. Giai đoạn này NCUN sẽ phát triển cả về thể chất và bộ lông nên cần bổ sung thêm các loại thịt giàu đạm và protein. Ngoài ra, nên cung cấp thêm trứng và thức ăn khô để tăng cường canxi giúp cho xương, răng được chắc khỏe. Thông thường, giai đoạn này các bạn chỉ nên cho chó ăn 3 bữa một ngày để dạ dày chúng trở nên cứng cáp hơn. Giai đoạn từ 7 tháng tuổi đến khi trưởng thành. Giai đoạn này nên giảm lượng tinh bột trong khẩu phần ăn và tăng thêm các thức ăn giàu đạm và protein, chỉ nên cho ăn 2 bữa ngày. Đối với Chihuahua đang mang thai thì bạn phải tầm bổ thêm các món ăn khác như trứng vịt lộn, cút lộn, để sức khỏe của cún được đảm bảo. 8. Hướng dẫn cách nuôi chó Chihuahua Chó Chihuahua rất khó nuôi và thường bỏ bữa nên các bạn phải đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho chúng. Chăm sóc sức khỏe và lông Khi còn nhỏ cún gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe nên việc đầu tiên bạn làm là phải đưa chúng đi tiêm phòng, tẩy run đầy đủ. Với cấu tạo của chiếc mũi ngắn cùng khuôn mặt gãy nên loài chó này gặp khá nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp như khó thở và thường xuyên thở khó khè và ngáy khi ngủ. Cùng với đó là đôi mắt to và lồi nên chúng dễ bị chứng đau mắt, đục thủy tinh thể và bệnh màng sừng tuyến lệ. Vì là những dòng chó nhỏ nên răng miệng và xương khớp của chúng cũng không được tốt. Phần xương của chúng rất dễ bị các bệnh như thấp khớp, run chân và hạ khớp, răng thì dễ bị sâu và rụng sớm. Chó chihuahua lông ngắn thì các bạn không cần thường xuyên chăm sóc lông, chỉ cần tắm và chải lông định kỳ để loại bỏ vi khuẩn và mầm bệnh. Dòng chó Chihuahua lông dài thường dễ bị rụng lông nên các bạn phải thường xuyên chải lông rụng. Đặc biệt phải tắm và cắt tỉa lông định kỳ để cún không bị nóng vào mùa hè. Kinh nghiệm nuôi dạy cún. Chó Chihuahua mặc dù rất thông minh nhưng lại vô cùng bướng bỉnh. Bởi vậy, khi huấn luyện bạn phải dành nhiều thời gian và nhẹ nhàng chỉ bảo cho chúng. Đầu tiên, bạn phải giúp chúng thích nghi với môi trường sống mới tuân thủ thói quen ăn uống đúng giờ đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ. Để cún tập làm quen với mọi người và những loài vật khác trong gia đình. Tiếp theo nên rèn luyện cho cún các kỹ năng về phản xạ cũng như là tập luyện đi bộ mỗi ngày khoảng 50 phút. Như vậy, chi hua, hua sẽ không bị cuồng chân và có thể tránh được căn bệnh béo phì trong giai đoạn trưởng thành. Khả năng thích nghi với môi trường sống Cho chi hua hua có kích thước nhỏ nên chúng có thể dễ dàng sống ở những nơi chật hẹp. Tuy nhiên, Sức đề kháng miễn dịch của chúng rất kém nên bạn cần chú ý đến vấn đề thời tiết. Mùa đông nên mặc thêm áo và để cún ngủ ở trong nhà, mùa hè nên để cún nằm ở nơi thoáng mát, có nhiệt độ phù hợp. 9. Mua, bán chó Chihuahua ở đâu uy tín tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Để sở hữu một em chó con Chihuahua tại Việt Nam không phải là chuyện khó khăn. Tuy nhiên, bạn nên tìm đến những trại chó giống uy tín tại Hà Nội, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế để mua là tốt nhất. Để chọn được em cún khỏe mạnh thông minh thì bạn cần phải nắm vững một số lưu ý dưới đây. Chỉ nên mua cún lớn hơn 2 tháng tuổi và được tiêm đầy đủ các mũi u o gốc xuất xứ rõ ràng, da phả đầy đủ. 10. Chó Chihuahua giá bao nhiêu tiền? Chihuahua giống tại Việt Nam. Dòng Chihuahua này được bày bán trên thị trường có giá chỉ từ 3 năm triệu đồng bé. Dòng này ưu điểm là dễ thích nghi với thời tiết Khí hậu ở Việt Nam nhưng chưa thật sự đảm bảo được độ thuần chủng về gen của chó bố mẹ. Chihuahua nhập từ Thái Lan. Chihuahua được nhập từ Thái Lan về sẽ có giá thành cao hơn nhưng lại được nhiều người nuôi chó cảnh tin tưởng và chọn mua. Dòng này có độ thuần chủng cao, có giấy chứng nhận về phả hệ, nguồn gốc chó bố mẹ nên mức giá dao động từ 60 triệu đồng bé. Chihuahua nhập khẩu từ châu Âu và châu Mỹ. Chắc chắn rồi, những chú cún được nhập trực tiếp từ những nơi này thường có giá rất cao từ 2.000-2.500 đô la Mỹ bé, tùy thuộc vào hệ gia phả của chó con. Tất cả những em này đều có giấy chứng nhận FCI, chứng nhận thuần chủng và sức khỏe. Dù mua ở đâu thì những chihuahua lông dài sẽ có giá cao hơn lông ngắn. Ngoài ra, trên thị trường giao bán chó chihuahua giá 500k, đây toàn là hình thức lừa đảo câu like trên Facebook, YouTube hoặc là những dòng chó like. Một số dòng chó chihuahua like phổ biến. Chó Chihuahua Lai Nhật, Chihuahua Lai Poodle, Phốc Sóc, Lai Bắc Kinh. Những dòng chó này tuy có giá thành rẻ nhưng việc chăm sóc vô cùng vất vả và không đảm bảo được chất lượng của hệ gen.